Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VNPT Technology. Ở video trước, chúng ta đã tìm hiểu các thao tác cài đặt Easy Mesh Access Point iGate EW12S, thiết bị mở rộng sóng Wi-Fi công nghệ Mesh đầu tiên được nghiên cứu, phát triển và sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam bởi VNPT Technology thông qua giao diện web trên PC. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm tính năng cài đặt trên ứng dụng thông minh OneLink dành cho các thiết bị điện tử như smartphone hay máy tính bảng nhé. Trước tiên, chúng ta tiến hành cài đặt ứng dụng quản lý của iGate EW12S trên thiết bị người dùng có tên là OneLink với nhà cung cấp là VNPT Technology. Ứng dụng hiện đã có mặt trên cả hai hệ điều hành Android và iOS. Ở đây, mình đã cài đặt sẵn ứng dụng trên máy và chúng ta sẽ bắt đầu thao tác cài đặt mạng Mesh. Đầu tiên, chúng ta đặt hai thiết bị muốn sử dụng lại gần nhau trong khoảng 2m. Chúng ta cấp nguồn cho thiết bị và bật nút nguồn lên. Hiện tại, đèn đang nháy màu cam. Chúng ta chờ khoảng 2 phút cho đến khi đèn LED sáng đỏ trên tất cả các thiết bị thì mới thực hiện bước tiếp theo. Vậy là đèn LED trên các thiết bị đã sáng đỏ. Ta sẽ chọn một thiết bị bất kỳ trong số các thiết bị vừa bật nguồn làm CAP. Khi đó, các thiết bị còn lại sẽ là MRE. Lưu ý, CAP là tên viết tắt của Central AP, thiết bị iGate EW12S kết nối đầu tiên với bộ định tuyến Reuters, đóng vai trò trung tâm trong việc điều khiển hệ thống mạng, đồng thời cũng là một điểm phát sóng trong mạng Mesh. Các thiết bị iGate EW12S tiếp theo là Mesh Repeater, gọi tắt là MRE, có chức năng thu sóng Wi-Fi từ thiết bị điều khiển trung tâm để mở rộng vùng phủ Wi-Fi tới vị trí mong muốn của người dùng. Ở đây, mình chọn thiết bị này là CAP, thiết bị còn lại sẽ là MRE. Sau đó, chúng ta lần lượt thực hiện các bước sau để thiết lập mạng Mesh. Bước 1. Sử dụng thiết bị người dùng tìm kiếm và kết nối vào tên Wi-Fi của thiết bị CAP. Tên Wi-Fi và mật khẩu mặc định được in trên tem mặt sau của thiết bị, sau đó tiến hành đăng nhập. Sau khi kết nối thành công, chúng ta chuyển sang bước 2, truy cập ứng dụng OneLink. Ngay lập tức, ứng dụng sẽ tự động thực hiện tìm kiếm và hiển thị danh sách các thiết bị hỗ trợ, sau đó chọn tên Wi-Fi của CAP trên danh sách. Bước 3. Chọn Create Mesh trên màn hình hiển thị. Bước 4. Chọn kiểu kết nối Ethernet tại mục One Type, rồi ấn Next. Bước 5. Kết nối CAP với Reuters thông qua cáp Ethernet. Bước 6. Đợi đến khi đèn LED trên thiết bị CAP sáng xanh, bấm Next trên ứng dụng. Bước 7. Đặt lại tên và mật khẩu cho mạng Mesh. Ở đây, mình sẽ đặt tên và mật khẩu mạng Mesh lần lượt là VNPT Technology và 19001525, rồi ấn Create. Sau khi đặt tên thành công, chúng ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 8. Đăng nhập vào Wi-Fi của điện thoại để kết nối lại SSID sau khi đã đổi tên. Sau đó truy cập lại ứng dụng OneLink, kết nối lại thiết bị để vào trang Home. Lưu ý, người dùng cần kết nối vào đúng mạng Mesh đã tạo ở bước 7. Nếu người dùng có từ 2 thiết bị trở lên thì làm theo các bước sau để tạo MRE. Bước 9. Để thêm MRE vào mạng Mesh, trên trang Home, chọn mục Note phía dưới màn hình. Bước 10. Ở thao tác trước, đèn trên thiết bị được chọn là MRE đã sáng đỏ. Chúng ta tiến hành. Bước 11. Chọn mục Add Note trên màn hình ứng dụng. Bước 12. Chọn Next. Bước 13. Chọn Next. Bước 14, chọn Add, sau đó bấm nút WPS trên thiết bị được chọn là MRE, chờ đến khi đèn trên MRE sáng xanh. Sau khi đèn LED trên tất cả các thiết bị sáng xanh, người dùng truy cập mạng Mesh với tên và mật khẩu đã đặt ở trên để sử dụng dịch vụ. Bước 1, sử dụng thiết bị người dùng tìm kiếm và kết nối vào tên Wi-Fi của thiết bị CAP. Tên Wi-Fi, mật khẩu mặc định được in trên tem mặt sau của thiết bị và tiến hành đăng nhập. Sau khi kết nối thành công, chúng ta chuyển sang bước 2, truy cập ứng dụng OneLink. Ngay lập tức, ứng dụng sẽ tự động thực hiện tìm kiếm và hiển thị danh sách các thiết bị hỗ trợ. Sau đó, chọn tên Wi-Fi của CAP trên danh sách. Bước 3. Chọn Create Mesh trên màn hình hiển thị. Bước 4. Chọn kiểu kết nối Repeater 2.4GHz hoặc 5GHz tại mục One Type. Mình sẽ chọn kiểu kết nối Repeater 2.4GHz
rồi ấn Next. Sau đó, ứng dụng sẽ tiến hành tìm kiếm các mạng Wi-Fi xung quanh đó và chúng ta kết nối vào mạng Wi-Fi của Reuters đã chọn sẵn. Bước 5. Điền mật khẩu Wi-Fi của Reuters tại mục Passphrase và bấm Next. Bước 6. Tại mục Mesh Configuration, bạn có thể đặt tên mạng và mật khẩu mới tại mục SSID và Passphrase. Ở đây, mình sẽ đặt tên và mật khẩu như phần hướng dẫn trước đó. Ngoài ra, nếu bạn muốn giữ nguyên tên mạng và mật khẩu của Reuters, chúng ta bỏ qua và ấn chọn ngay ô Sign Mesh Configuration with Repeater. Sau đó, chọn Create. Bước 7. Đợi 3 phút cho tới khi đèn LED trên CAP sáng xanh. Khi đó, CAP kết nối Wi-Fi với Reuters thành công. Lưu ý, sau khi có kết nối với Reuters thành công, người dùng có thể tiếp tục thực hiện thiết lập mạng Mesh theo hướng dẫn ban đầu. Để cấu hình tính năng Repeater trên ứng dụng OneLink, chúng ta thực hiện lần lượt các bước sau. Bước 1. Từ màn hình Home, nhấn vào biểu tượng Settings. Bước 2. Chọn biểu tượng Repeater. Bước 3. Trên trang Repeater Overview, nhấn vào bảng 2,4 GHz hoặc 5 GHz để cấu hình. Bước 4. Bật tính năng Repeater bằng cách tích chọn ở mục Enable, Disable trên màn hình ứng dụng. Bước 5. Tiếp tục bấm Scan Repeater. Bước 6. Sau khi bấm quét mạng Repeater, trên màn hình ứng dụng hiển thị tên các mạng Wi-Fi. Bước 7. Chọn SSID và nhập password của Wi-Fi muốn Repeater, sau đó bấm Save. Bước 8. Đợi 3 phút cho tới khi đèn LED trên CAP sáng xanh. Khi đó, CAP kết nối Wi-Fi với Reuters thành công. Lưu ý, sau khi có kết nối với Reuters thành công, người dùng có thể tiếp tục thực hiện thiết lập mạng Mesh theo hướng dẫn ban đầu. Nếu người dùng muốn đổi tên mạng Mesh, chúng ta thực hiện lần lượt các bước sau. Bước 1. Truy cập trên màn hình Settings tại giao diện chính của ứng dụng. Bước 2. Chọn Wi-Fi và tiến hành sửa tên và mật khẩu tại mục SSID và Passphrase. Sau đó, bấm nút Save và chờ 1 phút. Bước 3. Kết nối lại Wi-Fi với tên và mật khẩu vừa đặt để sử dụng dịch vụ. Vậy là chúng ta đã hoàn thành thao tác cài đặt thiết bị iGate EW12S thông qua ứng dụng quản lý thông minh OneLink do VNPT Technology nghiên cứu và phát triển. Chúc các bạn thao tác thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời cùng iGate EW12S của VNPT Technology. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Easy Mesh Access Point iGate EW12S, tự hào sản phẩm made in Việt Nam, VNPT Technology, công nghệ cho cuộc sống.